Ai vậy? Con Hớ hả? Mày quá hớ luôn, mày phải nổ lên. Nó mới sợ, mày biết không? Rồi, cô đợi con tí. Ê con quỷ. À, giờ hỏi lần cuối mày có trả tiền tao không? Không. Có trả tiền đâu? Không. Cô. Dạ. Trời ơi, cái kêu đổ mày giả làm sao? Trời ơi, mày la lớn tiếng quá, cô bị ô tiền. Trời ơi, thôi nè, đi cho đầu đi mệt quá. Làm lại, nổ lên. Làm lại. Giờ sao? Có trả tiền không? Nói không. Có trả tiền không? Không. Cô! Cái gì? Đưa con mượn cái tay! Cứ mượn! Chết mày rồi, nó lên cơn điên rồi đó con! Tao đếm từ 1 đến 3! Mày mà không trả tiền tao! Còn đánh nó chết, cố không can! Tao chặt gãy cái tay này! Trời ơi! Quỷ mày, mày điên hả? Cho mày mượn tay đi, mày phải nổ! Nổ cái gì mà mày đòi chặt tay tao? Trời ơi, mình nổ vậy nó mới sợ! Chặt tay nó đâu có sợ! Chặt tay cô nó mới sợ! Nó mới nể, hiểu không? Tao thấy nó không sợ, tao sợ nè thằng quỷ. Mày bị khùng quá. Chết rồi. Bây giờ sao? Bây giờ sao mày để nó đi, cố giải quyết cho. Rồi cố xử nó đi. Xử nó cố. Qua một bên. Rồi. Thằng kia. Gì? Bây giờ mày nhất định không trả tiền hả không? Tụi nói là không. Được. Tao phải ra tuyệt chiêu. Thôi ra tuyệt chiêu đi cố. Coi nè. Chết mày rồi. Mày sao? Chơi nó cô! Mày làm ơn mày đánh chết tao đi. Mày không đánh tao chết thôi về, nó đánh tao chết cũng vậy à. Trời ơi. Đánh không chết tôi quá tù rồi. Trời ơi. Giang hồ gồng. Mày đi năn nỉ là sao? Cái này là chắc là thuộc rồi. Giang hồ về vườn. Giang hồ về vườn. Tao đang năn nỉ mà. Ê mày, mày đừng có xem thường cố tao nha mày. Cố tao chỉ giá bộ mày thôi. Chứ cố tao học võ năm 3 tuổi nha mày. Mày thấy đứng thế là thấy ghê rồi nha. Coi vậy chứ mạnh lắm á, đúng không cố? Trời ơi. Mày ra chiêu sao mày không nói tao? Tao đỡ kịp mày thấy không? Cố mày để ý chứ. Chạy ra con trời. Mày á. Trời ơi. Nó đánh cố mày con, nó đánh cố mày con. Mày dám đánh cố tao hả? Ờ. Mày ngon đánh lần nữa mày. Mày còn đánh nữa mày. Mày đánh sao mày? Trời ơi. Gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Con cắn răng chịu đựng. Trời ơi. Nó đang đánh tao mà mày cắn răng mày tự giận làm vậy? Chịu đựng tao. Chịu đựng mày. Tao thách mày làm gì dám đánh nữa. Mày đứng mày cứ thách không à, mày thách nó quýnh tao thấy bà, mày thấy không? Thôi gì nãy giờ con thách nó quýnh cố hả? Dạ nó quýnh tao đó. Vì sao mà con tưởng mà con thách nó, cái nó sợ nó không đánh cố nữa? Trời ơi, tao lại mày, mày khùng vô phải thôi. Mày thách tao ơi. Mày. Anh ơi. Ê mày tao thách mày nào mày? Nó ngừng thách rồi mà anh. Quên. À nhưng mà thích ngang thì được không? Ngang gì đó được không? Nó ngang kìa, nó ngang hơn cua cố. Giờ sao cố? Thằng này thích ngang. Dạ. Được. Để cố ra tay. Đúng rồi. Tuyệt chiêu. Cho đi hai hàng cuối cùng. Rồi. Mày sao mày? Cố tao ra tuyệt chiêu mày chết mày, mày ơi. Mày ngang hả? Sao? Mày ngang mà. Ừ. Mày biết cái này gọi là cái gì không? Ngón tay. Tầm bậy. Cái này giang hồ gọi là nhất dương chỉ. Trời ơi, nhất dương chỉ. Ông khè tôi không già. Ừ. Thời buổi giờ còn nhất dương chỉ, còn điểm quyệt nữa hả? Điểm quyệt hả? Trời ơi, không có đâu. Nó không tin. Nó xem thường cố đó cô. Mày không tin. Không. Sao hả mày? Mày hãy nhìn thấy cái gì đằng kia không? Có bóng đèn như cái gì. Bây giờ cố điểm quyệt đó bản thân bất tội rồi. Cố nó đứng cứng ngắc rồi cố ơi. Công nhận nha, tuyệt chiêu cố ghê dễ sợ luôn. Cố nó nghe nè. Cố chỉ cho con nha. Cố chỉ cho con. Cái này là bí quyết võ công của gia đình mình. Dạ dạ. Con ra đường gặp thằng nào cà chớn. Dạ. Ngay cái lỗ đúng. Dạ. Đỡ lên một gan. Dạ. Là ngay cái quyệt. Dạ. Điểm vô. À cha, hay quá hay quá ha. Từ một lỗ rúng nè, đo lên gan, điểm quyệt vô. Cố sao cô đứng yên vậy cố? Cô tao mới vừa chỉ mày quất phát cây điểm quyệt tao liền mày. Ủa con điểm quyệt cố hả cố? Chết rồi giờ sao cố? Giờ mày qua lấy tiền rồi kêu taxi khiêng xác tao về chứ làm gì? Con xin lỗi cố đợi con tí ngay kia. Quỷ à. Tiền đâu? Tự kiếm đi mày.
Tìm đi đâu mày? À, đây. Trời ơi, tiền đô. Trời ơi, tiền đô lận cô ơi. Nó có tiền đô. Bao nhiêu, bao nhiêu? 300 đô. 300 đô. Nó lấy của con bao nhiêu? 100 đô cô. Dạ, đây, 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 nghe cô nói. Dạ. Mình là người lương thiện. Dạ. À, sống trên đời là mình phải có cái tâm. Dạ. Đúng không? Dạ. Lấy nó 200 cho cô. Dạ. Trời đất ơi, sao cô lương thiện vậy? Nó lấy mình có 100 mà cô kêu lấy nó 200. Thiệt á, bây giờ con mới thiệt, con mới biết của cô á. Cô á, cô là một cái con người gọi là không có lương tâm. Cô là một con người sống lương thực. Chứ chàng như con nói bậy cô ơi. Mày không có nói bậy. Mày mất dạy à? Mày chửi cố mày. Dạ, mày không mất dạy là gì? Dạ dạ con xin lỗi cố. Con sẽ nghe lời cố dạy. Con sống phải có lương tâm. À. Đúng không? Không có gian xảo giống như cố. Đúng. Con sẽ lấy 300 đô. À. Có thấy đường cố? Quá được, quá được. Hay 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 hay. Nhưng... rồi ra kêu taxi khiêng xác tao về. Thôi thôi bây giờ nó nghe nè, mình lấy 300 đô của nó rồi. Mình phải khuyến mãi cho nó cái bí kiếp của gia đình mình chứ, đúng không? Là làm cái gì ta sao phải đi đi ngắm cho nó. Không được. Cố sao con người cố thấy ích kỷ quá thì á, sống là phải biết thương người, biết giúp đỡ người ta biết không? Đây nó nghe anh bạn. Nó nghe nè, mình lỡ lấy 300 đô của bạn rồi. Bây giờ mình sẽ truyền lại bí kíp gia đình mình cho bạn. Được. Bây giờ ha, tập trung nha. Ra đường á, bạn thấy thằng nào mà mặt cô hồn mắt dạ giống như bạn á. Bạn đừng có nói gì hết trơn á, bạn xử nó bằng cách là bằng canh từ lỗ rốn nè. Đo xuống một gang tay xong rồi điểm vô. Ấy ấy ơi, ấy điểm ở chỗ đó là chết queo đó ấy ơi. Cô chỉ nó tầm bậy hả cô? Quá tầm bậy luôn. Mày bị điên sao? Dưới rốn một gang tay là chỗ tử quyệt á thằng quỷ. Từ lỗ rốn lên một gang tay. Con cảm ơn cô. Bạn trai, bạn Hiền. Mình bị nhầm. Xin lỗi bạn nha. Là nè ha, thấy thằng nào mà mặt cô hồ bất dạy giống như bạn á, cái xong mà bạn đừng có nói gì hết. Bạn điểm quyệt nó bằng cách là bạn canh từ cái lỗ rốn nè. Bạn đo lên một gang tay. Đây nè, cái nguyệt ngay đây nè, bạn đĩa vô cái bạc. Sao rồi, vụ gì rồi? Cô ơi! Vụ gì? Con tự điểm nguyệt con ơi! Trời ơi, vậy cho vừa lòng mày, ngựa! Bây giờ phải làm sao cô? Sao tao biết phải làm sao? Dạ, nguyệt đi! Để nguyệt đi cô! Cô mới học điểm mà cô chưa học giải! Trời ơi! Thuốc lá đây, mấy chú ơi, mua giúp giùm con mấy chú ơi. Thuốc lá chú ơi. Chú, một thuốc lá làm con chú ơi. Giúp trẻ buôn bán cực khổ chú. Thuốc lá ơi chú ơi. Thuốc lá mấy chú ơi. Thuốc lá. Công đi chỗ khác biết nói ha, biết nói là bị đứng hình. Chắc gió độc thổi vô sau ban đứng phơi cánh ở đây ta. Chú mua một con điếu thuốc lá chú. Không mua chú ơi, mua một con điếu thuốc lá chú. Tao nói không mua. Ủa đứng hình hả ta? Chú mua giùm con một điếu thuốc lá đi chú. Tao nói không mua. Chú không mua một điếu mà chú mua hai điếu. Cảm ơn chú nha. Để lại đó chú ơi, già rồi hút thuốc có hại cho sức khỏe nha chú. Hút hết hai điếu là thôi bỏ, đừng hút nữa con cháu nó rầy nha. Còn quỷ đi chỗ khác. Cảm ơn chú. Anh mua giúp giùm em thuốc lá anh ơi. No smoking. No smoking có nghĩa là không từ chối, mua một gói. Trời ơi, công nhận nha, trình độ elite của tôi nó dữ dội dễ sợ. Cảm ơn anh, mua không em gói. Gói không có cầm vậy, này làm tao mua một điếu. Gói là phải cầm vậy nè. Trời ơi. Đó, trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh. Anh ơi, mua giúp giờ em thuốc lá anh ơi. Hút thuốc có hại sức khỏe á mày. Trời ơi, tôi thương dễ sợ luôn, công nhận anh này. Anh nói nghe đúng là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mà ngửi thuốc càng mất sức khỏe hơn. Cho nên anh thương em. Anh không có mua từng gói mà anh mua nguyên khạp thì giùm em luôn phải không? Trời ơi, cảm ơn anh trai nha. Tốt dễ sợ lâu lắm mới thấy có người tốt vậy á.
À, cái dáng anh tưởng máu thuốc lá cũng giống em lắm á. Ây cha. Hay à. Chà, đứng hình vậy giờ lấy tiền hơi khó hen. Trời ơi, hôm nay tôi may mắn quá. Ai quần áo cũ không?